Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, LG nhà mình ấy thì hẹo rồi. Tuy nhiên ấy, thì dạo gần đây cái con G8 này, cái con V50 này và cái con Win này nữa, V60 nữa thì đều đã được cập nhật lên cái bản Android 11. Thì khi mà được cập nhật như thế thì tạo cho anh em một cái niềm vui, phấn khởi rất là lớn. Tuy nhiên ấy, thì là cũng có một số bác mà không dám lên hoặc là không muốn lên. Thì tại vì những người lên trước rồi thì than thở là cái lỗi này lỗi kia ấy, thì nó em nghĩ nó là một một số cái lỗi rất là nhỏ thôi. Ví dụ như lỗi ở trong Messenger này thì là cái bóng chat nó hơi bị củ chuối, thì hoàn toàn các bác thể có vào được cái Messenger và các bác chọn cái phần bóng bóng này này đấy, các bác tắt tắt đi là khỏi, nó khỏi thông báo nữa là nó không bị đâu đấy. Thì nó rất đơn giản thôi, ngay cả ở trong Zalo thì các bác tắt đi nó không sao được. Thì hai con máy của em đều là con Win và cái con G8 này em đều đã lên 11 rồi, và em dùng thấy dùng nó rất là ổn định, nó không vấn đề gì cả. Ngoài cái việc mà bóng bóng chat hay củ chuối thì em thường thường thì em bình thường em cũng không dùng cái đấy mà, cho nên em không em cũng tắt đi từ lâu rồi, cho nên em gặp vấn đề lỗi đấy em không không quan trọng nữa đấy. Thì tuy nhiên ấy, cũng có một số bác là kiểm tra ấy, kiểm tra ấy, thấy máy mình là cũng là ví dụ như G8 Hàn đấy, 5V50 Hàn đấy, nhưng mà tại sao lại không có cái bản cập nhật Android 11 đó. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác kiểm tra xem là máy mình nó sẽ có thể được cập nhật lên Android 11 hay không nhé. Thì nó cũng rất đơn giản thôi, thì nhân tiện thì cũng chia sẻ cho các bác một chút nữa là anh em cũng dạo đây cũng gần gần đây cũng nói là anh em dùng LG giờ chán quá, không ai có thời gian để mà up ROM này ROM kia để hỗ trợ anh em nữa. Thì các bác nói thế cũng đúng, tại vì ngay cả em đây em cũng chẳng có thời gian để mà em vọc vạch xem là cái máy mình nó có ROM nào mới, ROM nào ngon để các thứ để mà chia sẻ cho các bác được. Thì tại bây giờ anh em đều lớn tuổi cả rồi, đều có công việc riêng chứ không phải là chỉ có ăn rồi 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 làm về LG hoặc là quan tâm đến LG nhiều quá để mà có thể có những cái bản ROM hoặc là có những cái chia sẻ kinh nghiệm thú vị hơn cho các bác. Thì mong các bác hết sức thông cảm. Còn những anh em mà chuyên làm phần mềm ấy thì người ta chuyên làm phần mềm rồi, người ta phải tìm hiểu, nhiều khi người ta phải bỏ tiền ra, người ta có những cái kiến thức đấy thì không dễ 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 gì người ta có thể chia sẻ một cách free được. Thì các bác phải hết sức là thông cảm, tại vì đó cũng là cái nghề kiếm ăn của người ta. Người ta mà không bán cái chất xám của người ta thì lấy gì nuôi vợ con đấy, cho các bác cũng phải hết sức thông cảm. Còn đúng là có vẫn còn một số anh em đam mê LG, vẫn có cách để biết cách vọc ROM này, biết này biết nọ. Tuy nhiên ý, thì anh em một phần là cũng như em thôi, đâu một phần là anh em quá bận, hoặc là nói chung là đa số là bận thôi, bận không có thời gian để mà có thời gian để làm clip anh em đâu, không có thời gian để mà hướng dẫn anh em vọc này vọc kia đấy. Và hơn nữa ấy, là cái cũng quan trọng nữa ấy, là cái LG nhà mình ấy, dạo gần đây thì cái việc mà vọc vạch LG nó cũng đã rất là khó rồi, nó khó hơn hồi xưa rất là nhiều, nó khóa này khóa kia rồi, vọc vạch nó hay dễ bị chết đấy, dễ đến là anh em cũng hạn chế việc vọc vạch rồi. Và thậm chí như em này, như em cũng là một thằng hồi xưa cũng rất là vọc vạch, chạy ROM này ROM kia rồi tìm hiểu anh em trên nhóm, anh em nào đam mê có những cái gì chia sẻ thì rất là thích để mà vọc vạch, bây giờ vẫn thích, nhưng mà thực sự là nó không có thời gian là một, và thứ hai là cái máy của mình ấy, cái máy của mình giờ nó là cái máy chính ấy, máy chính ấy, nên là mình cũng không muốn phải suốt ngày đi up ROM nó up này ROM kia để mà mình làm này làm kia. Thì lúc đấy cái máy mình nó sẽ bị reset lại từ đầu, lại phải cài lại rồi dữ liệu các thứ, nó mất rất là mất công luôn. Cho nên là nhiều khi là anh em cũng vì thế mà nản, cũng không cần phải vọc vạch gì cả. Thực tế nữa là em dùng cái ROM gốc của LG nó vẫn rất là ổn, và em có một clip chia sẻ em sẽ để ở dưới mô tả nhé, là ở ROM gốc ấy, chạy thì cài đặt như thế nào cho nó ngon lành ấy, thì em để dưới phần mô tả rồi để các bác xuống đấy mà xem nhé. Thì mong các bác là dùng LG, còn nhớ đến LG thì hiểu được là bây giờ LG nó đã khó vọc vạch và vọc nó dễ chết. Còn anh em làm phần mềm thì anh em làm để phải kiếm tiền, thì anh em phải không, sẽ không chia sẻ đâu, không có đi được đâu. Còn nếu bây giờ ông nào ấy mà bảo là anh em không còn đam mê, không có tinh thần chia sẻ, thì tại sao các ông, nếu mà các ông biết rồi, nếu mà các ông đã biết cách vọc vạch như này vọc vạch như kia rồi, thì tại sao các em không làm một cái bài viết nào đó rất là chi tiết về từng con máy. Ví dụ các ông đang dùng con máy G8 này chẳng hạn, các ông có cái ROM nào hay thì các ông làm một bài viết chi tiết nào đó rồi up lên nhóm, em sẽ sẵn sàng là ghim cái bài đó lên đầu nhóm để các anh em khác đều biết. Thì cái vấn đề này rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì anh em, những anh em biết, em nghĩ là
đều cũng bận, nhưng mà vấn đề một phần là các anh toàn chia sẻ ở đâu ấy, em không hiểu là chia sẻ ở đâu luôn, và suốt ngày về hội là bảo là anh em hội giờ là không chia sẻ gì cả. Thì đấy, nếu các bác biết thì các bác chia sẻ đi, cái vấn đề này em có ngăn cản đâu, và em còn khuyến khích rất là nhiều luôn đó. Thì các bác mong các bác nếu có kiến thức về vọc vạch LG thì các bác cứ chia sẻ lên nhóm đi, em sẵn sàng ghim vào những bài viết cụ thể ở từng con máy cho các bác khác để các bác vọc vạch đó. Thôi, cái đấy chuyện đó thì chuyện ngoài lề rồi. Thì bây giờ em sẽ nói tiếp về cái việc mà hướng dẫn các bác biết là làm thế nào để mà kiểm tra được con máy của các bác nó có được cập nhật lên phần mềm mới hay không. Thì đây, nó có đầu tiên ấy, các bác kiểm tra trên điện thoại trước đi. Thì trên điện thoại thì các bác vào cái phần đây, phần cài đặt này, các bác vào cái phần hệ thống này, vào phần trung tâm cập nhật này, đấy, vào cái cập nhật phần mềm, đấy, và các bác chọn vào phần kiểm tra, đấy. Thì cái bước này gọi là kiểm tra cái cập nhật OTA nhé. Thì các bác nào không biết thì sẽ nói lại cho các bác biết. Thế đây, cập nhật OTA, ví dụ như bản bản của em nó đã là bản mới nhất rồi, đây này, thì nó không còn gì nữa để mà cập nhật, thì nó sẽ hiện như này. Đó là cập nhật mới nhất rồi đó. Thì một bước nữa là nếu như các bác kiểm tra như thế cũng không, cũng là không có cái bản mới rồi, thì các bác có thể là vào cái trang chủ của LG đây, vào hẳn trang chủ LG, đó là cái trang lgrom.com. đây, các bác nhìn thấy này, lgrom.com nhé. Ok đó, thì đây, thì các bác vào cái phần đấy thì các bác xem cái tên máy của các bác là gì. Đây, ví dụ như con G8 này chẳng hạn, con G8 không quan trọng, em xem trực tiếp như con Win này. Đây thì các bác xem là cái mã máy của các bác là gì, cũng vào hệ thống thôi, vào cái phần giới thiệu điện thoại đây. Thì đây các bác thấy này, cái con điện thoại của em là cái con LMF100N đó. Thì các bác nhớ là cái F100N này đấy. Thì em vào cái phần trang web lúc nãy, lgrom.com, và em search ở cái dòng đầu tiên này này đấy, chọn vào đấy F100N, đây này, nó ra quá trời này. Đấy, thì đây, em sẽ chọn cái phần F100N của em đó. Thì đây các bác nhìn này này đó. Thì đây, thì nó sẽ có ra cho các bạn cái bản nào mới nhất, thì nó sẽ thường thường nó là một đầu đây, thì các bác nhấn vào xem nó là bản Android mấy. Đây này, cái này mới chỉ là Android 10 thôi này, F100N đâu rồi, của em là bản L đây này. Thậm chí ở đây chưa có luôn các bạn, đây như em đây này, tra trang chủ nó còn chưa có luôn này này. Đó, đây F100N vẫn là 10 này đó, 100D F này mới nhất rồi. Thì đây, ví dụ như thế nhá, đây mới chỉ là cái bản 10 thôi, không có luôn này, tất cả bản này chỉ là 110 thôi. Thì em thì kiểm tra lại xem là cái phần cài đặt của em nó đang là chạy cái bản bao nhiêu đây này, vào phần mềm này đấy. Thì đây, lẽ ra nó phải là vừa nãy các bác tra đấy, nó là chỉ là 10 thôi đúng không, thì bây giờ của em nó đã ra là N220A rồi này. Thì đáng lẽ ra ở trong cái bản trong cái trang chủ ấy, nó phải có là bản 20 gì đó rồi đây, nhưng mà chưa có này. Đấy, tra trong này chưa có luôn. Đấy, tra lại xem nào, F 100 đây, 100N S này, của em 100N thôi, thử từ cái TP xem nào, TM xem nào. Đấy, nói chung là cũng chưa có đấy. Đấy, trên trang chủ này thì gần như chưa có luôn này các bác. Đấy, nó mới chỉ là 10 thôi. Nhưng tuy nhiên em sẽ tra cái con G8 này. Đây, con G8 nhé. Thì con G8 mã của em là G820N. Đó, nó đây. Thì đây này. Thì đây các bác thấy đây, cái con G8 ấy nó đã có cái bản 11 rồi này. Nó là bản 30B này này. Thì các bác nhấn vào thì có thể nó hiển thị ở chỗ này, nhưng mà có thể nó không hiển thị. Thì tuy nhiên thì các bác có thể là tra những bản khác để các bác biết được bản đấy nó sẽ là bản cao hơn. Bản 20 này thì nó vẫn là chỉ 10 thôi. Đấy, ví dụ bản khác này. Đấy, đây này, ví dụ đây nhỉ, bản 10 nhé. Đây này, bản 10M này thì nó là Android 9 nhé. Đó, thì các bác tính lên là 10 ấy thì nó là Android 9, còn 10, 20 ấy, nó là Android 10, thì 30 ấy, nó phải là Android 11. Đó, riêng con G8 thì nó như vậy. Đó, còn những con khác thì có thể các bác tính co cả, các bác cứ đao về đi, các đao về các bác có thể biết được nó là bao nhiêu luôn ấy. Thì đây, con G8 mình có rồi nhá. Thế là cách thứ hai để các bác tra xem là máy mình có cái Android 10, Android 11 hay chưa. Đó, thì đây là trên điện thoại thôi.
Thì cái bước này, cái bước thứ hai tra ở trên trang chủ này, nó sẽ có tác dụng cho cái bước, cho mấy cái cách ở sau nữa. Đấy, thì đây là trên điện thoại. Thì còn trên 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 máy tính ý, nếu các bạn là có dùng máy tính ý, thì các bác đây em chờ em tí để em cho máy tính lên. Đây, cho gần gần lại một chút. Em sẽ quay kiểu này thì nó hơi bị khó nhìn một chút, tuy nhiên thì các bác chịu khó nhìn nhé. Thì đây, trên máy tính ý, các bác tải cái phần mềm này này. Đây này, phần mềm em ở chỗ con chuột này này. Đó là LG Bridger này này. Đấy thì em đọc tiếng Anh nó hơi bị củ chuối thì đây, nói chung là đây, nó là phần mềm này. Các bác mở ra. Rồi em đang bị gọi điện thôi, tắt đi. Đó. Rồi từ từ. Rồi ok. Thì đây ở trên đấy, em mở mở phần mềm này rồi này. Thì đây là phần mềm LG Bridger này. Đấy thì khi các bác mở phần mềm này lên ấy, thì các bác cắm cái con điện thoại các bác vào. Đây như em cắm một G8 rồi. Đấy em cắm vào rồi đấy. Thì nó sẽ báo là đang kết nối đấy. Các bác chờ nó tí, nó kết nối. Đó, cái này thì em sẽ giới thiệu qua thôi. Tại vì cái này nó cũng đơn giản thôi. Rồi, lâu thế nhỉ? Cái lâu lâu thế. Rồi, kết nối xong rồi. Ô, rồi mà. Chờ các bác chờ tí nhé, nó hơi bị lâu tí. Rồi, cái nó xong rồi. Thì đây nó đã nhận con LG G8 ThinQ của em rồi đây. Thì hai cái phần đầu tiên này ở LG Backup này thì các bác không quan tâm nhé, các bác nào thích thì dùng nó thôi. Nó là phần sao lưu và phục hồi cái sao lưu của các bác thôi, này đơn giản. Thì trước tiên vào phần mềm ấy thì các bác nếu mà các bác nào mà không biết nó không có tiếng Việt như này thì các bác chọn vào phần bánh xe này. Đấy, các bác chọn cái phần dòng đây này, ngôn ngữ này. Đấy thì các bác chọn tiếng Việt ok là xong. Đó. Thì em quan tâm đến cái phần cập nhật phần mềm này này. Đấy thì các bác vào đây thì các bác nhấn cái phần cập nhật phần mềm, nếu như các bác đang ở Android 8, Android 10 chẳng hạn thì các bác nhấn vào đây. Nếu mà có 11 nó sẽ tự động cập nhật cho các bác. Đó, nó kiểm tra này, đây nó đang kiểm tra phiên bản phần mềm này này. Thì nó y chang như trên điện thoại thôi, tuy nhiên đây cách này là làm bằng máy tính. Đó. Các bác chờ tí. Ồ, lâu thế. Đó, nó tùy thuộc vào cái tốc độ mạng của nhà các bác nữa mà. Cái này thì các bác cố gắng chờ đợi nhé. Chờ tí, chờ tí. Đó. Đó, thì đây. Thì con G8 em đã cập nhật lên cái bản mới nhất rồi, 11 rồi. Cho nên nó báo là điện thoại đã được cập nhật. Đấy, thì nếu như máy các bác mà nhấn vào như vậy mà nó cũng báo là không có phần mềm ấy, thì các bác máy các bác mà đang ở dưới Android thấp ấy nhá, Android 10 chẳng hạn. Đấy thì đây, các bác còn một phần nữa đó là phần phục hồi lỗi cập nhật. Đấy thì các bác nhấn vào đây. Đấy, các bác chờ nó tí. Cái này thì nó kiểm tra hơi lâu tại vì tốc độ mạng nhà em nó hơi yếu. Đấy, các bác chờ tí. Đấy, em quay bằng cái kiểu này thì nó hơi bị khó nhìn một chút, không bằng cái chuyện mà quay màn hình, nhưng mà em đang tiện làm cái clip như vậy thì em quay như thế thôi. Bác chờ tí nha, đấy nó sẽ đang kiểm tra đấy. Đấy thì đây này, nó sau khi kiểm tra xong thì nó bảo cho các bác là đây, nó cho em đọc thì nội dung của nó chủ yếu là các bác không được ngắt kết nối hoặc là bị mất điện đột ngột, kể cả máy tính hoặc là điện thoại nhé. Các bác ấn tích chọn ok. Đây thì đây, nó sẽ tự động nó sẽ tìm một cái bản cập nhật. Đấy, nó sẽ tìm một bản cập nhật đây, nó đang chuẩn bị máy tính để cập nhật đây. Đó. Nó sẽ kiểm tra, nó sẽ tìm một cái bản nào mà mới nhất, nó sẽ tải về cho các bác. Đấy, đây này, nó đang tải một cái bản mà có cái dung lượng là 6 GB này. Đấy thì sau khi tải xong cái này, nó sẽ tự động cập nhật vào máy cho các bác nhé. Chứ là cái này thì em không 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 chạy nữa, tại vì máy em mới nhất rồi, không cần thiết. Đấy thì các bác nếu mà đang ở đó là 10 thì các bác cứ kệ nó chạy hết đi. Và nhớ là các bác phải sao lưu cái ảnh hoặc các thứ của bác cần giữ lại nha, vì cái này làm nó có thể là bị mất dữ liệu đấy. Rồi ok, bỏ nhé. Cái này em không làm. Rồi. Rồi các bác chờ em tí. Thì đấy là cái bước kiểm tra bằng cái phần mềm LG Bridger đấy. Đấy, còn một phần một còn một cái nữa. Rồi chờ em tí để em sẽ quay trở lại. Đóng cái này lại đó. Đó thì đấy,
Thì một cái nữa, vừa đã mở điện thoại. Thì một cái nữa là ở bước thứ hai ấy, em có nói với các bác là vào cái trang chủ nó để các bác tra được cái máy của bác là có cái bản ROM mới không, đó là bản KDZ ấy. Thì cái file này ấy, đây, ví dụ con G8 nhé, G820, đây của em là con 820N đây, đó. Thì đây, thì cái bản của em đây, đây các bác vào cái phần vào bằng 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 máy tính ý, nó sẽ hiển thị cho bác rất là nhiều thứ. Lúc nãy em vào điện thoại thì nó hiển thị thông tin nó không được đầy đủ. Đây, thì khi mà vào bằng máy tính ý, các bác nhìn như này, đó, nó sẽ có hiển thị cho các bác là Android nào luôn này, 10 này, 10 này, 10 này, 9 này, 11 luôn này. Đấy, thì các bác ví dụ các bác muốn ví dụ con của em là bản L này chẳng hạn, thì các bác tải phần mềm này về, ấn vào chữ download này, ấn vào chữ download này thì nó sẽ tải cái bản ROM này về cho các bác nhé. Rồi sau khi các bác tải được cái phần bản ROM đấy về rồi ấy, đấy thì các bác sẽ dùng một cái phần mềm gọi là phần mềm đây, em ở con trỏ chuột đây, gọi là phần mềm LG Up đó, thì các bác mở nó ra. Thì thường thường LG Up này các bác mở bằng cái quyền admin nhé, thì nó sẽ chạy nó ổn định đó. Các bác chờ tí đó. Thì cái việc mà dùng LG Up này này, hay gọi cách khác nữa, đó là cái gọi là KDZ ấy. KDZ một là một cách mà mình có thể là nâng hoặc hạ cái bản Android của LG lên hoặc xuống nha. Ví dụ như bạn máy các bác đang là Android 10 chẳng hạn, các bác muốn lên 11 thì các bác tải cái file ở trang web em vừa vừa nói lúc nãy đấy. Các bác tải về và các bác add nó vào đây, add vào chỗ này. Đấy, thì đây như này, em bác tải về này, đấy, bác add nó vào. Thì sau khi add vào thì các bác nhấn chọn thì cái clip mà em hướng dẫn các bác làm cái bước này thì em đã để ở em sẽ để dưới phần mô tả nhé, tại vì em đã làm một cái clip riêng cho cái việc LGF này rồi, gọi là KDZ đấy. Thì cái việc này nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Thì hoàn toàn các bác dùng cái phần mềm này, các bác có thể là lên Android cũng được và xuống Android cũng được nhé. Thì cái phần mềm này em để dưới phần mô tả nhé. Các bác xuống đấy mà xem chi tiết lại, thì đây em chỉ giới thiệu qua thôi. Đó, thì đây là cái bốn cái cách mà các bác kiểm tra cái, hoặc là các bác có thể là lên Android cho mình hoặc xuống Android cho mình. Đấy, thì hy vọng là các bác có thể làm được, tại vì em thấy là những kiến thức này nó cũng rất là đơn giản thôi. Em một thằng nó hơi ngu thì nhưng mà em vẫn làm được, thì em nghĩ là nhiều người cũng làm được thôi. Còn các bác nào mà không làm được thì thường thường là do các bác bị lỗi này lỗi kia, đa số là lỗi không nhận được driver thôi. Đấy, cho nên các bác nếu mà driver nào bị lỗi thì các bác tìm trên Google, các bác tìm một cái file khác các bác cài lại thôi, nó cũng dễ thôi. Đấy, thì hy vọng là các bác không còn thắc mắc về việc mà tại sao máy mình không được cập nhật phần mềm nữa. Đấy, thì tuy nhiên ấy, các bác nếu mà như các bác đã dùng được bốn cái cách này rồi mà các bác không thể nào lên được Android 11 cho các bác ấy, thì các bác vẫn nên phải check lại xem máy mình là như thế nào nhé. Tại vì nhiều khi ấy, cái máy Android của mình ấy, là bây giờ nhiều khi mua ấy, là về là những anh em có thể là dùng cái máy đi trước, có thể là anh em đã up một cái bản ROM nào đó gọi là bản ROM khác đấy, ROM cúc ấy. Thì khi mà up ROM cúc rồi ấy, thì họ hoàn toàn có thể là thay đổi cái tên máy đấy. Thì khi mà các bác tra cái tên máy theo những cách em vừa nói trên này thì có thể là nó không ra đâu đấy, hoặc là cái máy đó dùng một cái tên giả này, hoặc là dùng cái số series giả, rồi fake ID, fake fake series, fake email các thứ, có thể nó cũng không ra những cái cách như em vừa nói đâu. Thì các bác nên kiểm tra lại xem là máy mình nó như thế nào, nó đang là dùng cái bản ROM nào nhé, bản ROM gốc hay bản ROM cúc nhé. Cúc là bản ROM mà đã được xào nấu lại đấy. Thì đấy là mấy cách mà các bác kiểm tra được, thì hy vọng là các bác hiểu và làm được rồi. Ok, chào các bác nhé.